Vâng, xin chào các bác. Chào các bác đã trở lại kênh của em. Và ngày hôm nay thì em sẽ lên một cái mẫu sản phẩm. Mẫu sản phẩm của nhà Dry Fishing nha các bác nha. Đối với những cái dòng sản phẩm của Dry Fishing thì anh em cũng không còn xa lạ gì nữa. Bản thân cá nhân em đi ra hồ câu cũng thấy rất là nhiều anh em đang sử dụng những cái dòng sản phẩm của Dry Fishing. Ví dụ như là ô câu, thùng câu Dry Fishing, cũng như là cần câu Dry Fishing, và có rất là nhiều mẫu cần tay. Đấy, ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác là cái mẫu mới nhất. Mẫu này là ngư điếu, và cái này thì nó có rất là nhiều bản, một bản 5H, một bản 6H, và đây là bản 8H, 7H rưỡi, chính xác là như thế. Đấy, một cái dòng sản phẩm của Dry Fishing. Đối với cái sản phẩm này thì họ bảo hành trọn đời một lóng trừ lóng gốc, một lóng bất kỳ trừ lóng gốc. Đấy, và bảo hành hai lóng, rất kinh điển luôn, bảo hành hai lóng. Và khi các bác mua hàng, kể cả mua hàng của em nha, thì cái bảo hành này là bên công ty của họ sẽ bảo hành. Đấy, họ để cái logo là logo tem này, logo tên của họ là Dry Fishing này, tem QR code cho anh em check rồi, check QR code của Dry nha, logo thương hiệu Dry Fishing. Đây là logo thương hiệu của họ này, và họ cũng có những cái sản phẩm phụ kiện như là bát, các thứ cũng đều là Dry. Đấy, một cái con cần ngư điếu ở trên thân cần là có hình rồng. Hình rồng này theo như em được biết là cái hình rồng của Việt Nam nhá. Hình rồng này là hình rồng của thời Lý của Việt Nam. Đấy, họ làm theo một cái tinh chất nào đấy là mang màu sắc của Việt Nam. Và cây cần này thì 3m6 đang là 850.000, 4m rưỡi là 1.050.000, 1.050.000, 5m4 là 1.250.000. Nói chung là mỗi size là lên 200.000. Một con cần thật sự là cầm vào thấy rất là chắc tay, đầm tay, bởi vì là đây, các bác có thấy cái phôi cần của nó rất là dày, và theo thông số của họ báo là vải carbon cuốn 7 lớp vải carbon nha. Mà điều đặc biệt ở đây là 7 lớp này là 7 lớp carbon, tất cả các lớp carbon này đều là 40T và 30T kết hợp, thì một cây cần nó ra rất là chắc chắn. Các bác có thể thấy cái độ dày của phôi carbon ở trên video này, dày dặn kinh điển luôn, nên là cầm rất là nặng tay, chắc tay. 3m6 của nó là 138 gram. Đấy, thường thì những cái cây cần, nói chung là những cái dòng 8H trở đi thì nó phải là 140 mấy gram là đúng rồi, bởi vì như thế thì nó mới cái gần như là cái cây cần 8H nào cũng sẽ có dày như vậy. Nhưng mà để mà cái chất liệu carbon mà chuẩn 30 và 40T thì những cái dòng 8H khác khả năng này em nghĩ là sẽ không được như cây cần này. Kể cả những cái dòng quần hãng của bên Handing hay là của bên Gu nha, các bác có thể nhìn thấy cái mật độ carbon dày và mau như thế nào. Đấy, mật độ carbon cực kỳ dày luôn, và sờ cũng rất là mịn luôn. Đấy, theo như cái cảm nhận của cá nhân em ấy thì là carbon tốt là sờ nó phải mịn màng, và mật độ của nó phải mau. Các bác có thể nhìn thấy ở trên video các cái đường này nó màu chi màu chít. Đấy, kiểu như theo như cảm nhận của em ấy, thì là giống như cái áo mình mặc, áo chất liệu tốt thì nó cũng rất là mịn màng. Đấy, cái vải carbon này cũng em nghĩ là như vậy, và bên khi sang xưởng bên Trung Quốc họ cũng giải thích cho em là như vậy, càng mịn màng. Còn đối với phôi carbon 24T thì nó thưa hơn và sờ nó sẽ thô hơn. Đấy, các bác có thể ngắm nghía qua cái phôi carbon của nó rất là mềm mịn và có thông số nóng ở trên đây. Đấy, nóng thì một là các bác quét QR code để báo bên Dry hội bảo hành, hoặc là nhắn tin lại cho em để em báo lại bên họ. Rất là dày nha, cực kỳ dày dặn. Đấy, các cái phần gốc của các lóng là rất là trơn mịn luôn, và như em đã nói rất là nhiều lần rồi, cái rãnh chống kẹt này nó cũng không có cái tác dụng để chống kẹt, chống bớ lóng gì cả. Thay vào đó là khi mình ra cần nó ra trên cái vạch này cơ, nên là cái phần gốc này càng mịn thì ra vào cần nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều luôn. Đấy,
đoạn này sở mịn lắm. Và cái cây cần này lúc đầu tiên em nhìn thì sở ở đây em cứ nghĩ là nóng gốc móng, sau cái nóng gốc có khi thậm chí còn móng hơn cả các nóng bên trong. Sở ở đây thì thấy là cái nóng gốc của nó móng hơn cả cái lọc các nóng bên trong. Và sau đấy thì em mới nhận ra là bình thường là ở cái phần gốc đấy là có một cái lớp kim loại để mình xoáy cái đối trọng đít vào, nhưng mà cái cần ngư điếu này họ làm gen thẳng vào cái lóng gốc luôn, gen ở trong cái lóng gốc, ở lóng gốc này là cái gen luôn để mình xoáy cái đối trọng kia vào. Còn bình thường là phải dán một cái lớp phải thêm cái kim loại vào để xoáy cái đối trọng này đấy, để xoáy cái đối trọng này vào thì phải có một cái lớp cái kim loại để xoáy cái này vào, nhưng cái đây là họ tiện cái gen này vào trong đây luôn. Đấy, đây là ngon đấy cái này ạ. Mà giá thì em nghĩ là hơi chát, thật sự là như thế, 800, nhưng mà tiền nào của đấy dùng bao giờ cho hóng được cây cần này. Đấy, các bác có thể nhìn lại cái phôi cần này, ở phần đầu cần này vừa đẹp kinh điển luôn, sờ mịn. Thì những cái cây cần đắt thì đương nhiên rồi, phải có sơn chống xé chống toạc. Đấy, các bác có thể thấy là cái ngọn cần này xuất sắc luôn, lớp epoxy để chống tuột cái đầu ngọn này là dài, bình thường nó chỉ ngắn đến đây đâu, nhưng mà cái cần này nó cho dài đến tận đây luôn, dài phải bằng đấy, các bác có thấy là hơn một đốt ngón tay của em. Quá kinh điển, một con cần được bảo hành hai lóng luôn nhá, hai lóng trừ lóng gốc, quá kinh điển. Nói chung là đối với theo như cảm nhận của cá nhân em, thà rằng mua của bên này còn hơn là mua của các cái hãng như là Hàn Binh hay là Tang đấy, mua của người Việt Nam mình làm ra, thương hiệu của Việt Nam mình, cái này là roi là của Việt Nam đấy. Ngọn tặng kèm là nó sẽ cho vào ống nhảy để chống gãy hoàn toàn luôn đấy, bảo đảm cái ngọn sẽ không bao giờ bị làm sao. Và điều đặc biệt là họ còn tặng cả phao đấy, một con phao sàn hàng cũng của nhà roi Phiết Sinh là Hô Đấu tặng. Hình như là họ bảo là cứ mẫu mới ra thì là tặng phao thôi, chứ còn đâu một thời gian nữa mua thì không biết là có được tặng nữa hay không. Nhưng tạm thời lúc đầu tiên này là nếu mà các bác mà có đắn đo một chút và tin tưởng em thì theo như em nghĩ là mua cái lúc đầu tiên này vừa ngon bổ gì hả, và được tặng kèm. Nói chung nói đến 800.000, 850.000, 3m6 thì có thể là các bác sẽ nghĩ là hơi cao, nhưng mà theo như cảm nhận của cá nhân em khi em ra cái cây cần này, cầm và cảm nhận cái cây cần này ấy, thì em nghĩ thế này là cũng không cao, giá này là bình thường. So với những cái còn ví dụ như còn danh chấn mà bên ta nó phân phối thì còn vỡ mồm hơn. Các bác thấy 8H này, ra cần cái tiếng đành của cần khẳng định luôn, con này thì vút vụt vùn vùn luôn. À, các bác có thấy trên video luôn à, cái này là lóng sát ngọn nha, đây là lóng sát ngọn nè. Và thường là cái lóng sát ngọn này á, là cái phôi carbon nó sẽ bị khác hơn so với lóng kế sát ngọn này. Thế nhưng ở đây là các bác thấy là lóng sát ngọn này, lóng kế tiếp của lóng sát ngọn này, chất liệu phôi carbon giống nhau, chất liệu phôi carbon của cái lóng sát ngọn này và cái lóng kế tiếp này nó giống nhau. Thì gần như là khi các bác bơi cá và đóng cá đấy, nó sẽ không bao giờ bị làm sao, vì là cùng một chất liệu carbon đấy, cùng một chất liệu carbon thì hai lóng nó sẽ chịu lực như nhau. Còn rất là nhiều nha, em khẳng định luôn, rất là nhiều cái mẫu cần đắt đè cả hơn 1 triệu đi chăng nữa, hai cái này nó khác nhau. Thường là họ cố tình làm cho cái lóng sát ngọn này là phôi 24T thôi, để cho bảo hành cho dễ đấy, bảo hành cái lóng sát ngọn này cho rẻ tiền. Đấy, nó thay đổi thẳng là như thế. Đây là lóng ngọn đây nha các bác nhá. Và đây là lóng kế tiếp, lóng sát ngọn này. Đấy, thường là rất là nhiều shop luôn mà cố tình làm cái này 24T, nó khác cái lóng kế tiếp này, để cho bảo hành thì cô gãy thì gãy, các bác cô làm gãy thì gãy cái lóng này. Đấy, bảo hành cho dễ. Cần này thì ra cần thì cong thì vứt vẹ cần đi luôn. Đấy, 7 lớp carbon mà còn cong thì chịu. Đấy, các bác có thấy là đó là quá thẳng luôn, thẳng tắp. 8H phân bổ lực 19 nha.
phân bổ lực 19 à, dùng dùng em cầm hai tay luôn đấy, là lực dùng vào ống rất là mạnh luôn, mà nó chỉ có một tí gầy 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 một tí ở phần ngõ đấy, tiếng các bờ này, tiếng đành, tiếng của các bờ này. Con này mà chơi sốc thì đúng là quá sướng luôn. Cần này thì nhà em cũng phân phối cái cần này nha các bác nhá. Các bác mua hàng đặt hàng thì em cũng có số điện thoại của em rồi. Đấy, bảo Điệp ơi anh cần tư vấn thêm. Còn cần này thì khi mua hàng các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và cái cây cần này á, cái phần nóng gốc này nó được bọc siêu. Bọc siêu khi anh em mình dùng thì bóc ra, nhưng mà mình vẫn được kiểm tra ở cái ở đây thì người ta không bọc kín hết cả cái phần này, nên là mình vẫn được kiểm tra xem là đúng như video em giới thiệu hay không. Đấy, một lần nữa các bác xem lại, phôi carbon này đèn bóng luôn, mật độ carbon dày dặn luôn. Và cây cần này thì em cũng có một cái bản là cái cần này thì như lực nó chịu vào cái phần đầu lóng luôn nhá, rất hay. Ôi, em cũng có bản 5H để anh em dùng trải nghiệm. Thiết kế của nó cũng giống như này, nhưng mà nó là Bạch Long Chi Vương. Và các bác đã từng xem cái video của em rồi thì ở cái cần ấy là không có cái con dòng đời lý này là một à, tên cần nó cũng khác này, còn đâu màu sắc thiết kế thì nó giống nhảy. Và cái cần ấy 5H chỉ có giá là 3m6, chỉ có giá là 110 thôi. Nói chung là nó là phôi 24T và 3m6 chỉ có 110 thôi. Còn con này thì nó lại ngon rất là nhiều luôn, nên là giá của nó sẽ cao hơn. Đấy. Vừa xong thì em đã quăng quật cũng mạnh phết đấy, nhưng mà gần như là nó không xi nhê gì, và cần rất là đơn giản dễ dàng. Đấy, các bác mua hàng thì nhắn tin số điện thoại của em nhé. Cảm ơn các bác đã xem hết video.